làm thế nào để chọn được một đôi loa nghe hay nhất và những yếu tố cơ bản nào để làm nên một dòng loa chất lượng? Liệu bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi này? Nếu bạn là một người mới và chưa hiểu rõ hết thông số cũng như không có thời gian ngồi tìm hiểu về loa một cách chi tiết thì hãy thủ sẵn những kinh nghiệm được chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay để luôn chọn được sản phẩm phù hợp nhất cho mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ anh Nguyễn Cường, chuyên viên kỹ thuật tại Bảo Châu Elec để cùng thảo luận những lưu ý cơ bản khi chọn một đôi loa chất lượng cho dàn âm thanh hiện nay. Dạ, chào anh Cường ạ. Rất vui được gặp anh trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào bảo vệ. Xin chào quý vị và các bạn. Dạ vâng, anh Cường thân mến, như chúng ta đã biết thì trong hệ thống dàn âm thanh có rất nhiều các thiết bị khác nhau, nhưng mà một thiết bị không thể thiếu được đó là loa. Vậy thì trên cương vị là một chuyên viên kỹ thuật, anh có thể mách cho em cùng với quý vị khán giả, những người đang có nhu cầu thiết lập dàn âm thanh biết được cách nào để chọn được một bộ loa tốt nhất cho hệ thống âm thanh của mình có được không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong hệ thống âm thanh, một thiết bị không thể thiếu được đó là loa. Vì vậy khi chọn loa các bạn hãy lưu ý những điều như sau. Đầu tiên là công suất của loa, các loại loa công suất thường gặp như loa công suất 200W, 300W, loa công suất 500W, 1000W. Tùy vào nhu cầu âm thanh và mục đích sử dụng mà người dùng sẽ chọn cho mình những loại loa công suất phù hợp như với dàn âm thanh nghe nhạc hay karaoke gia đình. Nếu không gian phòng từ 25 đến 40m² thì bạn chỉ cần có 2 loa mà mỗi loa công suất tầm 150W, thích hợp với ghép với âm ni là đã có thể đáp ứng đủ. Còn những dòng loa từ 1000W trở lên được sử dụng cho phòng kinh doanh karaoke, không gian lớn, các buổi biểu diễn, sân khấu ngoài trời là chủ yếu. Tiếp theo là độ nhạy của loa, đây là một trong những yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc đánh giá khả năng âm lượng của loa ở mức công suất âm ly nhất định. Độ nhạy của loa mà thấp thì chúng ta cần âm ly có công suất lớn, độ nhạy của loa cao chúng ta cần âm ly có công suất nhỏ. Độ nhạy của loa là chỉ số tính decibel trong một điện áp nhất định, trong một khoảng cách nhất định. Chọn loa có độ nhạy trên 90 decibel sẽ dễ ghép với các âm ly. Tiếp theo mời các bạn lựa chọn tới giải tần đáp ứng của loa. Mỗi âm thanh đều có mức tần số riêng và đơn vị đo riêng của tần số là hertz. Tần số âm thanh cho chúng ta biết độ cao, thấp của âm thanh đó. Giải tần đáp ứng càng rộng, loa càng thể hiện được nhiều giải tần âm thanh, giúp thiết bị nghe được nhiều thể loại nhạc. Tuy nhiên, không phải loa nào giải tần số nào cũng rộng. Vì thế, tùy theo mục đích sử dụng mà bạn có thể yêu cầu chọn loa mạnh ở giải tần số cụ thể như mid, treble hay bass. Ngoài ra, bạn có thể bổ sung thêm giải âm siêu trầm để thể hiện được trọn vẹn giải âm tần số âm thanh, mang lại trải nghiệm tốt nhất. Bên cạnh đó, kích thước của loa cũng là yếu tố cần được nhắc tới. Có 4 loại củ loa phổ biến: treble tái tạo giải cao, woofer tái tạo giải thấp, mid tái tạo giải trung và subwoofer tái tạo giải siêu thấp. Trong đó các loại loa thùng bạn thường thấy trong các dàn âm thanh làm sự kiện sẽ bao gồm treble và woofer là đáp ứng được yêu cầu sử dụng loa cơ bản. Loa sub chỉ có subwoofer và sẽ đảm nhận nhiệm vụ thể hiện giải tần siêu trầm, tăng uy lực và độ tinh tế cho dàn âm thanh. Sau khi nghe những chia sẻ của anh Cường thì chúng ta đã có thể biết được những lưu ý cơ bản khi chọn loa karaoke như công suất sử dụng loa, độ nhạy của loa, giải tần đáp ứng của loa. Vâng, và anh Cường này, ngoài những điểm lưu ý trên thì chúng ta có những lưu ý nào khác khi chọn một đôi loa không ạ? Vâng, ngoài những điều trên thì các bạn cần lưu ý thêm về trở kháng của loa. Thường nhà sản xuất sẽ lựa chọn trở kháng trong khoảng từ 4, 6 đến 8 ohm. Biết được trở kháng của loa, chúng ta sẽ biết phối ghép tương thích giữa loa và âm ly. Loa có trở kháng thấp thì cần âm ly có công suất lớn, loa có trở kháng cao thì cần âm ly có công suất nhỏ. Việc phối ghép không tương thích giữa trở kháng sẽ mất an toàn cho âm ly. Ngoài ra, kích thước và trọng lượng loa cũng không thể bỏ qua. Loa cần có kích thước phù hợp với không gian phòng của bạn, không phải càng lớn càng to là sẽ càng hay. Đặt vô phòng nhỏ một cặp loa to đôi lúc nhìn thấy đã choáng hết chỗ và không muốn nghe rồi. Loa nhỏ hay to không quan trọng bằng việc âm thanh phát ra phải chất, phải hay. Về yếu tố trọng lượng, việc bạn đặt loa trên chân đế hay treo tường hoặc đặt trực tiếp xuống sàn nên quyết định chọn loa nặng hay nhẹ. Các loại loa trọng lượng cao khi trình diễn hoạt động sẽ phát âm ổn định, chuẩn xác hơn các loại loa nhẹ.
khôn lỡ linh trần ngoài biên. Vì xa thành phố xa quá nên quên. Đêm nay ngôi hai trời xuống ánh sao lung linh muôn màu, còn tường hòa trông soi tuyến đầu. Lạy Chúa con là thiếu phụ miền quê, chờ con vì nước nên đã xa đi. Hai ba năm chưa thỏa chí, hết thu qua xuân xa về, còn đời tàn đất mới tìm về. Này Chúa con còn lứa tuổi học sinh, vì cha là lính còn kiếm ta xin. Ăn vui cho người đầu tuyến, che thơ yên tâm sạch đèn, để mẹ hiền con hết nương. Về những cách giúp các bạn chọn một bộ loa phù hợp với nhu cầu của mình. Chúc quý vị và các bạn lựa chọn một đôi loa ưng ý. Vâng, thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa nghe anh Nguyễn Cường chia sẻ những thông tin bổ ích và có thể giúp cho bạn lựa chọn hệ thống loa phù hợp với nhu cầu sử dụng của bản thân. Một lần nữa xin cảm ơn anh vì những chia sẻ thú vị này. Vâng, và nếu như quý vị còn có câu hỏi nào, có thể để lại câu hỏi dưới video clip này, chúng tôi sẽ giải đáp tận tình và chu đáo. Và chương trình xin được kết thúc tại đây. Các bạn hãy like và nhấn đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bảo Châu Elec để chúng tôi luôn mang đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!